học toán phân số chưa? Một phần ba cộng một phần ba cộng một phần ba bằng mấy? Giỏi lắm. Một cộng một cộng một bằng mấy? Giỏi lắm. Nhưng mà ở một nơi nọ, có thể không xa chúng ta lắm, ở đó một cộng một cộng một bằng một. Đố chúng con biết ở đó là ở đâu? Một cộng một cộng một bằng ba là lý trí con người, trí khôn con người. Một cộng một cộng một bằng một là ở trong khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, ba là một. Có phải chúng con đã biết mầu nhiệm Thiên Chúa, một Chúa, ba ngôi, điều đó có nghịch lý không? Nghịch lý trí con người, nhưng hợp sự khôn ngoan của Thiên Chúa vốn là tình yêu. Tình yêu làm cho ba thành một. Đấng sinh thành là Chúa Cha, đấng được sinh thành là Chúa Con. Tình yêu của đấng sinh thành nối kết với đấng được sinh thành là Chúa Thánh Thần. Chỉ có trong tình yêu ba mới là một. Đúng hơn, nhiều vẫn là một. Một lòng, một ý. Gia đình của loài người chúng ta, cha, mẹ, con là ba. Gia đình mà là tình yêu phản chiếu gia đình Thiên Chúa thì dù ba vẫn là một. Gia đình là cộng đồng yêu thương thân mật, tình yêu và sự sống. Không có tình yêu thì không còn gia đình. Nhưng trong đời sống thực tế, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, đang có một mối đe dọa kinh khủng trên gia đình. Vì chúng con biết rằng ở Việt Nam chúng ta số các gia đình tan vỡ đó càng ngày càng đông. Không biết trong chúng con có gia đình nào như thế không, nhưng mà thực tế Đức Cha làm mục vụ gia đình, Đức Cha nghe và gặp đồng hành rất là đau khổ. Vì sao? Vì người ta không có tình yêu, người ta không có Thánh Thần tình yêu, không có Thiên Chúa. Ở đâu có Thánh Thần, ở đâu có tình yêu Thiên Chúa, ở đó mới có gia đình thực sự. Vì người ta dù khác nhau nhưng người ta vẫn chấp nhận nhau. Còn khi người ta không còn tình yêu thì người ta khước từ nhau, người ta ngoảnh mặt, người ta bắt đầu lạnh lùng với nhau. Cho nên hôm nay cái ngày lễ này thật là ý nghĩa. Ý nghĩa cho cả thế giới và cho giáo hội. Đó là chính chúng con sẽ nhận lãnh Thánh Thần tình yêu, nối kết nhiều khác nhau đó thành một. Đa mà là nhất. Vấn đề đa mà là nhất là vấn đề rất quan trọng và nền tảng trong trời đất này. Nhiều mà là một. Thí dụ loài người nhiều không? 7 tỷ mấy. Nhưng mà cũng chỉ có một loài là người, khác với bao nhiêu thứ loài khác. Cho nên nhiều và là một, nó là vấn đề
rất quan trọng, nhưng nó sẽ không bao giờ là một được, mà chỉ là chiến tranh và tan vỡ và tuyệt chủng nếu không có tình thương. Thế giới nhân loại hôm nay tan vỡ, tan rã vì nhiều cuộc chiến tranh là vì nhân loại đã không biết đến tình thương. Nếu chỉ sử dụng lý trí thôi mà không sử dụng đến tình thương, tình bác ái, tình yêu đồng loại, nhân loại, thì thế giới này một ngày nào đó sẽ tan tành. Thế chiến thứ ba mà xảy ra chắc là trái đất tan tành. Cho nên cầu nguyện thật nhiều để cho Thiên Chúa tình yêu, tức là Thánh Thần đó, mà hôm nay chúng con lãnh nhận đó, xuống ngự trị và làm thay đổi bộ mặt trái đất. Xin sai Thánh Thần Chúa đến để người đổi mới mặt này. Xin sai Thánh Thần Chúa đến để người đổi mới mặt đất này. Thánh Thần đó đổi mới từ trong trái tim của mỗi người chúng ta là người tín hữu đó. Thánh Thần không ai thấy, cũng giống như không khí không ai thấy, nhưng ta thở không khí thường xuyên. Thiếu không khí một cái là ta chết liền, vì ta chết ngộp. Đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng của loài người cũng thế. Không có thần khí Chúa, ta chết liền. Linh hồn của chúng ta chết liền. Đời sống loài người ngoài sự sống vật chất còn có sự sống thiêng liêng. Sự sống vật chất cần ăn, cần uống, cần khí trời. Sự sống thiêng liêng cần Chúa Thánh Thần. Cho nên Thánh Thần gọi là thần khí. Thần khí Thiên Chúa. Thần khí ấy là tình yêu, là đổi mới thế giới này và đổi mới mỗi người chúng ta. Thần khí ấy không ai thấy, cũng giống như không khí chẳng ai thấy. Chỉ thấy cái cây nó lay động là biết có không khí. Thần khí cũng không ai thấy, nhưng mà thấy cái gì thì biết có thần khí Chúa. Thấy hoa quả của thần khí thì biết có thần khí. Hoa quả thì thấy được, còn thần khí không thấy. Hoa quả của thần khí là gì? Ai biết? Mới nghe bài đọc xong nè. Bài trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata. Các con hãy sống theo thần khí. Hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Ai nhắc lại được trọn vẹn? Hoa quả của Thánh Thần, của thần khí là bác, hoan, bình, nhẫn, nhân, từ, trung, hiền, tiết. Ai nhắc lại được nào? Thôi, thuộc thì tốt, mà không thuộc cũng không sao. Sống chỉ cần một trong những cái hoa, cái trái đó là tốt, và là Cha trên trời rất hài lòng. Chỉ cần sống một điều trong những điều đó thôi. Thí dụ cha lấy cái điều cuối cùng, tiết độ hay là trong sạch. Trong sạch là gì? Là ngược với dơ giấy. Chúng con có tắm mỗi ngày không? À, vậy ai cũng sạch, phải không? Nhưng mà đó là vật chất, thể xác. Còn đây là người ta muốn nói đến tinh thần. Trong sạch nghĩa là ngược với lối sống ô uế. Sống ô uế nghĩa là sao? Lớp 6 bắt đầu, sắp qua lớp 7 là bắt đầu tò mò về một cái chuyện. Chuyện đó có thể làm cho tâm trí chúng con không sạch, tức là ô uế. Chúng con biết cha muốn nói cái gì không? Biết. À, vậy là có nhiều người bắt đầu biết, còn nhiều người
lắc đầu chưa biết, chắc còn ngây thơ vô tội. Phải không? Ngây thơ vô tội không? Ừ. Nhưng mà cũng bắt đầu có người ngây thơ nhưng mà vô số tội. Chỉ có Thánh Thần của Thiên Chúa mới xóa sạch cái dơ, cái bẩn, cái ô uế đó. Thánh Thần làm cho chúng ta sống trong sạch, làm cho chúng ta sống tiết độ. Và ngoài ra còn làm cho chúng ta biết sống nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm và biết bác ái. Cho nên ở đâu, ở gia đình nào, ở cộng đoàn nào mà người ta ở đó sống biết bác ái, biết sống nhân hậu, biết sống hy sinh quên mình và biết sống tiết độ. Tiết độ là không có nhậu xả láng rồi sáng về sớm. Gia đình chúng con có ai nhậu xả láng sáng mới về không? À, giỏi lắm, chắc cha mẹ chúng con rất đạo đức. Cho nên sống tiết độ, nó kèm theo đó là mình làm chủ bản thân. Còn khi sống mà xả láng thì sáng lạ, thì dễ phạm tội. Đi từ K1 đến K2 đến K3 đến K4 nữa. Tăng 1, tăng 2, tăng 3, tăng 4. Bây giờ nhậu mà tăng 3 là bước ra đường công an giao thông có thể thổi nếu mà lái xe 2 bánh. Cho nên một cách nào đó, luật của xã hội cũng như luật của giáo hội giúp con người biết kềm, biết sống tiết độ. Nhưng mà chính yếu là tự trong lòng mình muốn. Vì mình có Chúa, Thánh Thần là tình yêu. Bây giờ một lần nữa chúng ta nhắc lại và cố sống tình yêu của Thiên Chúa. Mà tình yêu đó thể hiện ra qua bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Mấy đứa con trai có hiền không? Hồi nãy đầu giờ lễ có đứa nào đánh lộn không? Đấy, vào võ lực của cơ bắp hay là của vũ khí không giải quyết được. Sức mạnh của một người có tình yêu sẽ thuyết phục được con tim của người ta quay về với mình nha. Thánh Thần của Đức Giêsu Kitô đấng đã chấp nhận chịu chết không có một vũ khí nào trong tay mà đã cứu được. Và bao nhiêu con người trên thế giới 2000 năm qua, hôm nay đang sống là 7 tỷ con người, thì có hơn 2 tỷ đã tin tự nguyện là Kitô hữu. Chỉ có tình yêu của người hy sinh chịu chết và phục sinh mới thuyết phục được con tim của người ta. Còn vũ khí hạt nhân, vũ khí xe tăng, vũ khí máy bay có thể thống trị trước mắt nhưng mà về lâu về dài cũng không tồn tại. Cho nên chỉ có tình yêu mà tình yêu chịu chết, tình yêu hy sinh, tình yêu đó dầu bên ngoài mình đau khổ, mình chảy nước mắt nhưng trong lòng bình an và hoan lạc của Thiên Chúa ngự trị, tình yêu đó mới tồn tại mãi mãi vì sẽ được sống lại dù có phải hy sinh, phải chết. Rồi nha, chúng con chuẩn bị nhận lãnh Chúa Thánh Thần đó và giữ Ngài lại trong nhà, giữ Ngài lại trong tâm hồn mình để mà sống, để mà làm chứng cho người ta biết Chúa Giêsu Kitô là ngôi hai Thiên Chúa làm người, đã sống, đã chết và đã sống lại như thế. Bây giờ trước khi nhận lãnh bí tích thêm sức, có việc đặt tay cầu nguyện của giám mục và việc sức dầu, thì chúng con phải tuyên xưng đức tin. Chuẩn bị nha.